sàng lọc di truyền tiền làm tổ PGS hoặc gọi là chẩn đoán di truyền tiền chẩn đoán bệnh di truyền tiền làm tổ là PGD, thì người ta khuyến cáo rằng là có những cái điều kiện nên làm như thứ nhất là với sàng lọc di truyền tiền làm tổ thì chúng ta làm cái gì, là với những người mà tuổi mẹ cao trên 35 tuổi, trên 35 tuổi chúng ta cũng khuyến cáo nên làm. Những người mà gia đình trong tiền sử gia đình có bệnh di truyền, hoặc là những người mà làm IVF nhiều lần thất bại thì cũng khuyên nên làm, hoặc là những người mà có tiền sử sảy thai liên tiếp hoặc là thai lưu liên tiếp nhiều lần thì cũng khuyên nên đi làm. Đấy là những trường hợp đi làm. Tại sao không nên áp dụng tất cả mọi người? Tại vì đây cái chi phí rất là đắt. Đấy. Ngay cả những người mà cao tuổi đủ tiêu chuẩn, những người lớn tuổi chẳng hạn thì vẫn có khả năng có phôi bình thường. Nhưng cái này vì là chi phí đắt nên khoa học chỉ khuyến cáo là nên làm thôi chứ không bắt buộc. Còn đối với trường hợp chẩn đoán bệnh như của chị là bệnh alpha thalassemia và beta thalassemia thì nên làm để tránh cái hậu quả là sau này cháu sẽ bị bệnh. Trường hợp của chị thì tôi nghĩ rằng là cũng khá đặc biệt vì chị là mang một gen là alpha, còn chồng là mang gen beta. Trường hợp này bệnh viện Tâm Anh chúng tôi đã gặp một trường hợp của một cặp vợ chồng cũng bị như thế, và chúng tôi đã tiến hành sàng lọc, tức là làm PGD, tức là chẩn đoán bệnh trước khi chuyển phôi, tức là trước làm tổ đó, thì chúng tôi đã làm được cái đó và loại trừ được những cái gen mang bệnh là alpha beta. Tất nhiên lúc đó là phải chi phí phải cao hơn, tại vì là phải vừa làm sàng lọc cả alpha gen alpha và làm cả sàng lọc cả gen beta nữa, thì chúng tôi đã làm được và đã chọn những cái phôi mà bình thường không mắc bệnh để chuyển cho cặp vợ chồng đó. Và cũng rất mong là chị đến để chúng tôi được tiến hành tư vấn và tiến hành làm cho chị, để chúc chị thành công.